Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là quạt gió két nước của xe Hyundai Grand i10 số sàn. Với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu, đó là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, đây chính là cái phía mặt sau của sản phẩm này. Đây là ba điểm để chúng ta gọi là ba tai bắt quạt vào lồng quạt két nước đấy. Đây, đây chính là cái chân để chúng ta gài bắt vào chỗ két nước của Grand i10. Với cái dòng sản phẩm này thì nó đã bao gồm là điện trở anh em nhé. Đây là điện trở để bảo vệ cái quạt két nước. Cái thiết kế của cái cánh quạt này nó rất là đặc biệt ở cái điểm là cái cánh này là nó sẽ là bao gồm là 7 cánh. Với cái 7 cánh này và cánh chéo nó sản sinh lượng gió cực kỳ tốt. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có bao gồm là hàng HCC của Ấn Độ, HCC của Korea và hàng liên doanh. Thì cái mẫu hôm nay em giới thiệu tới anh em là cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp nha anh em nhé. Thì cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu hoặc cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào ạ.